Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chi tiết. Vừa qua, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phù Cừ tổ chức khai mạc giải vô địch cờ vua cờ tướng. Đây là hai môn thi đấu đầu tiên trong số 10 môn thi đấu nằm trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phù Cừ. Tham gia thi đấu môn cờ vua có 23 vận động viên đến từ 7 đơn vị, môn cờ tướng có 31 vận động viên đến từ 11 đơn vị. Các vận động viên chia thành hai nhóm tuổi, cờ vua nhóm tuổi 1 và 2, cờ tướng nhóm tuổi 2. Các vận động viên thi đấu theo hình thức loại trực tiếp, cờ tướng nhóm tuổi 1 thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm. Thời gian thi đấu cho mỗi vận động viên là 30 phút để hoàn thành ván cờ. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba cho các vận động viên đạt thành tích cao. Sau khi Ủy ban dân tỉnh cho phép các hoạt động thể dục thể thao công cộng được hoạt động trở lại, nhiều người yêu thích môn bóng bàn và cầu lông ở xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm hào hứng tập luyện sau một thời gian tạm nghỉ do dịch. Câu lạc bộ bóng bàn xã Trưng Chắc gồm 25 thành viên tập trung tập luyện luân phiên tại nhà văn hóa thôn Trai Túc vào buổi sáng và buổi chiều. Còn câu lạc bộ cầu lông tập tại nhà tập thôn Tuấn Dị. Đây là nhà tập được xây dựng từ nguồn xã hội hóa đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân. Mỗi buổi tập thu hút từ 10 đến 15 người đến chơi cầu lông. Nhiều người dân tham gia tập thể thao là tín hiệu tích cực để phát triển phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn xã Trưng Chắc. Những năm qua, Ủy ban nhân dân phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào luôn vận động và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho cán bộ, công chức và người dân tham gia tập thể dục thể thao để có sức khỏe tốt, phục vụ lao động công tác. Đều đặn sau giờ làm việc buổi chiều, nhiều cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân phường tập trung về nhà tập của phường để chơi cầu lông. Để đảm bảo giãn cách phòng chống dịch, người chơi chia thành 2 ca tập với không quá 10 người trong nhà tập. Bên cạnh đó, Ủy ban phường Bần Yên Nhân tạo điều kiện cho người dân tập cầu lông miễn phí tại nhà tập của phường. Tập luyện thể thao hàng ngày giúp cán bộ, công chức có phút giây giải trí bổ ích, tăng cường sức khỏe và thắt chặt tình đoàn kết. Thưa quý vị và các bạn, tập bóng bàn từ khi còn nhỏ, sở hữu bảng thành tích đồ sộ trong môn bóng bàn, không thua kém các vận động viên chuyên nghiệp. Đó là nhà báo Phạm Thành, phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hưng Yên, một người đam mê bóng bàn và lan tỏa bộ môn thể thao này đến nhiều người. Nhà báo Phạm Thành, sinh năm 1964 tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi. Ngay từ nhỏ, ông đã tiếp cận và tập bóng bàn. Trong gia đình có truyền thống mà anh em đều chơi được bóng bàn. Xem các vận động viên thi đấu thì mình rất là đam mê. Nhưng mà vì cơ duyên cho nên là phải đi bộ đội và năm tháng thì không theo được con đường chuyên nghiệp. Cho nên là trở về với phong trào thì mình rất là đam mê môn bóng bàn. Thì trong sau những giây phút rảnh rỗi thì chính mình tham gia những cái bóng bàn để tạo cho mình những động lực khỏe hơn, mạnh hơn và tư duy quyết đoán hơn. Nhà báo Phạm Thành có nhiều tố chất phù hợp với môn bóng bàn như đôi mắt tinh tường, tay chân linh hoạt cùng sự khéo léo, điềm tĩnh, khả năng đánh bóng nhanh và chính xác. Ông là một trong những người đầu tiên gây dựng phong trào bóng bàn của huyện Ân Thi, sau đó tham gia thành lập câu lạc bộ bóng bàn Phạm Ngũ Lão từ đầu những năm 2000. Chú Thành này thì nói chung chú là một người rất năng động trong cái phương pháp chơi bóng bàn ấy, chú có nhiều cái kỹ thuật, hay là chú luôn luôn thay đổi các cái kỹ thuật đánh, cho nên nói chung trong câu lạc bộ là anh em nói chung là người ta học hỏi được nhiều. Đồng Thành thì ông là rất đam mê, ông đánh từ những cái năm 6 tuổi cơ. Bây giờ là ông rất nhiều huy chương và ông tham gia rất sôi nổi với tinh thần với anh em là ông bảo ban đến nơi đến chốn. Về công tác tại Hội Nhà báo Hưng Yên, nhà báo Phạm Thành tham gia thành lập câu lạc bộ bóng bàn Hội Nhà báo tỉnh, trực tiếp hướng dẫn môn bóng bàn cho những hội viên có nhu cầu tập môn thể thao bổ ích này. Đối với ông Thành, bên cạnh công việc thì bóng bàn đem lại cho ông sức khỏe và có nhiều niềm vui. Bởi vậy, ông muốn lan tỏa niềm đam mê bóng bàn đến với nhiều người. Bóng bàn giúp cho mình rất là nhanh nhạy, khỏe và rất là đam mê, truyền cái cảm hứng cho gia đình, cho bạn bè, cho người thân, cho nên là cái phong trào bóng bàn của Hội Nhà báo Hưng Yên rất là phát triển, đứng vào top đầu khu vực. Sau nhiều năm tập luyện bóng bàn và tham gia các giải phong trào từ tỉnh đến trung ương, đến nay nhà báo Phạm Thành có một thành tích đồ sộ với hơn 250 huy chương các loại, trong đó có nhiều huy chương vàng tại các giải bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam và giải bóng bàn Hội Nhà báo một số tỉnh, thành phố. Niềm đam mê bóng bàn đang được ông truyền lại cho cô cháu ngoại 8 tuổi của mình. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.